Baby bus. Bước tiệc đồ ăn. Bữa tiệc ấm thực sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải thật xinh đẹp để tham dự bữa tiệc nhé. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Bốn chiếc bánh donut. Donut dũng cảm đang sẵn sàng để làm món rồi. Ồ, hãy nhìn vào màu sắc tuyệt đẹp của chúng đi nào. Những chiếc bánh donut được làm bằng công thức thơm ngon. Trên đường đến bữa tiệc, chúng tình cờ gặp một chiếc bánh nhún. Đó chỉ là một cô rất nhỏ. Đó là một màn trình diễn thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục cố gắng đi. Thật là hoàn hảo. Hãy thoa một lớp kem dày lên nhé. Và cho một miếng bánh quy có hình dạng tương tự nữa. Khỏe mạnh hơn nhé. Có 5 suất mì sợi trong túi. Chúng sẽ đi tắm trước khi tới bữa tiệc.
đẹp. Đoán những gì được giấu bên trong đi nào. Những lá pizza đá như mẹ bên kia. Làm tốt lắm. Tuyệt thật. Bạn đã làm rất tốt. Bạn sẽ giúp chúng bắt những nguyên liệu này chứ. Chúng ta bước tiếp. Oh!